Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với clip tiếp theo của mình. Mình là Chuối đây. Thì trước khi vào clip, mong các bạn bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhá. Cảm ơn các bạn nhiều. Ở clip hôm nay, mình sẽ đem một con Julius thời tiền sử trở lại các bạn ạ. Nhưng mà con này nó đã được gọi là làm lại sức mạnh rồi. Bây giờ là lần thứ hai nó làm lại sức mạnh các bạn. Lần trước thì mình nghĩ nó làm lại gọi là một ít thôi. Lần này thì sức mạnh nó đã lên đến 150k HP, 150k heal cho một con Angelia các bạn ơi. Thì ở clip này mình sẽ rủ thêm 4 thằng đệ mình vào để gọi là đặt 20 con Angelia để xem liệu với 20 con Angelia này nó có cản bước được gọi là bồn cầu gaming không nha các bạn ơi. Thì giai đoạn đầu mình cứ đem ra. Và ở clip này mình vẫn sẽ giveaway cho 3 bạn may mắn mỗi bạn 1k game. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh, comment kèm ID để nhận quà nhá. Và trên đây là danh sách 3 bạn may mắn chúng giveaway clip trước. Thì các bạn nhớ check box office nha các bạn ơi. Ok, bây giờ thì nói chung là mình cứ đặt đã. Thì hôm nay còn là mấy ngày nay mình hơi ốm các bạn ạ, nên là có thể các bạn sẽ nghe giọng mình nó khác khác một chút đấy. Nếu mà khó nghe thì các bạn thông cảm giúp mình nhá. Bây giờ đang gọi là ngạt mũi quá mà thôi, vẫn cố gắng gọi là làm clip cho các bạn. Các bạn gọi là không kiểu các bạn không làm thì các bạn không biết đâu. Như mình ấy, một ngày mà không ra video thì mình bứt rất khó chịu lắm, như kiểu gọi là thiếu đồ ấy đấy. Bây giờ mình sẽ đặt em ra luôn. Mình sẽ đép đầu vào mấy con unit khác. Mình có bảo mấy thằng đệ mình là gọi là mang unit theo để đép đầu rồi, để xem nào. Còn em đây các bạn ơi, thì sau khi làm lại thì cái lượng Ali heal ấy, Ali heal của nó lên đến gọi là 150k HP rồi các bạn ạ. Ali heal cái gì đó ấy, còn DPS thì nó vẫn vậy thôi, nhưng mà cooldown của nó bây giờ cũng 15, hình như từ cái đợt update trước nó cũng xuống 15 rồi thì phải, hay là 20 ta. Nói chung là mình cũng không rõ nữa, nhưng mà mình chỉ nhớ là chắc chắn là nó đã được tăng sức mạnh lên rất nhiều rồi. 20 con Angelia thì chúng ta có thể đặt đâu được nhỉ? 20 con Angelia thì thôi đặt xung quanh đây đi, mỗi thằng 4 con đây, xếp hàng như này. Từ mình sẽ đặt trước 4 con nhá, để cho gọi là nó xếp ra, xếp đằng sau anh, xếp em hết sau con của anh đi mấy đứa, xếp hết em ra sau con của anh, thành hàng ra, xếp thành, đúng rồi, xếp thành hàng ra. Không biết có đủ vị trí không nhỉ? 5 thằng là mỗi hàng 5 con, chuẩn luôn. Mỗi hàng 5 con nha, mỗi hàng 5 con là đẹp luôn đấy, là chuẩn đấy. Ôi, nhưng mà con đầu tiên nó tăng lên là 750 máu rồi. Mình nhớ là trước là nó chỉ khoảng 500 máu thôi thì phải. Đúng không nhỉ? Đâu? 50 máu chứ nhỉ? Không, nhưng mà mình nhớ là nhiều đấy, cũng không phải là 50 đâu. Tôi không biết được, thôi. Nói chung là cứ đặt ra tính sau. Thì xe con này vẫn bán được mà, nên là bây giờ bọn này có đàn loạn xạ lên thì vẫn sell được. Bây giờ mình sẽ farm đã. Thì giai đoạn đầu thì mấy thằng đệ của mình nó sẽ đẹp là farm men hay mi win các kiểu. Đây mình cho thêm con lép vào nữa đấy, đẹp được rồi đấy. Giai đoạn đầu thì mình sẽ phải đẹp bằng unit khác, bởi vì con Angelia này đi 5 người thì nó lại khác các bạn ạ. 5 người thì lượng HP nó sẽ tăng lên nha, nên cái việc mà đẹp đầu thì khá là khó đấy. Nếu mà đi một mình thì con Angelia này vẫn đẹp được, và đi nhiều mình thì nó lại khác. Ôi giời ơi, mình ngạt mũi quá các bạn ơi. Vừa nói mà gọi là bây giờ ngạt mũi thì các bạn biết rồi đấy, là cái việc thở bằng mũi là không được đấy, nên là mình phải thở bằng mồm. Cái việc thở bằng mồm thì nó lại cản trở cái việc nói của mình. Trời ơi, bực thật. Không biết các bạn gọi là bị cúm, các bạn có thể cảm thấy khó chịu không? Thế chứ đi ngủ mồm lúc nào cũng phải há ra, ví dụ mà không bỏ màn thì chắc ruồi nó bay vào mồm luôn các bạn ạ. Bực hết cả mình. Từ giai đoạn đầu này cứ up farm đấy nha, tại vì lâng mấy con ui đông đấy, đông vui đấy nhỉ. Ui trông ngon nghẻ đấy, 20 con Angelia chứ mấy. Wow, 4 con, còn một thằng nữa chưa đạt à? Một thằng nữa đâu? 5 con thôi mà, một thằng nữa đâu đạt đấy? Mỗi hàng phải 5 con chứ, 5 4 20, 4 hàng mà đúng không? Chuẩn rồi. Thằng nào chưa đạt rồi các bạn ơi, một dân chơi nào chưa đạt rồi à? Một cái liên nào chưa đặt unit đỏ, mình sẽ vừa up luôn đi, vừa up luôn. Ui, bây giờ con này 150k máu thì mình nghĩ nó cũng khá mạnh đấy nha. Mình nghĩ nó sẽ đi được đến khoảng 40 đấy, nếu mà mình sẽ skip từ từ, bình tĩnh tự tin nhá. Không biết có gọi là cản bước được mấy con bồn cầu gaming không các bạn ạ. Mấy con bồn cầu gaming thì lượng máu nó gấp mấy lần mấy con này rồi. Bây giờ 100, cái tầm 150k máu thì cũng nhiều đấy, không gấp nhiều đâu các bạn ơi. Ôi vai các bạn ơi,
Bình thường con em lâng đến level 4.000 là nó mắc rồi. Giờ chúng ta phải lâng thêm một bậc nữa là bậc 6.000. Tăng tiền rồi các bạn ơi, tăng tiền rồi, tăng tiền rồi. Thế là giờ chúng ta sẽ phải mất nhiều tiền hơn để lâng một con Angilia mắc nha. Coi như nó thêm một level 7 nữa. Đấy, là nó mới mắc. Ui giời ơi, tính ra là thêm tiền rồi thì thêm HP, ừ, nghe cũng được. À con này hàng khác quên mất. Một con em này chúng ta chỉ giới hạn 4, gọi là 4 slot đặt unit thôi nha. 4 vị trí thôi nha, không được thêm đâu các bạn. Nếu mà thêm thì chắc phải có gọi là lệnh của admin, có cái partner ấy. Nếu mà mình được partner thì mình sẽ làm rất nhiều content đấy các bạn, nhưng mà tiếc là mình không được. Nếu mà mình được thì ngon hơn rồi. Ủa, các bạn ơi, thì mình đã mắc em rồi. Thì nói chung là con mình cảm giác như nó đang spawn nhanh vãi nha. Ui giời ơi, full hoàng tanh luôn các bạn ơi. Full luôn, cảm giác mấy con tanh này vừa đi nhanh vừa khỏe khỏe thế éo nào ấy các bạn ạ. Cảm giác trâu bò vãi. Bán con này đi, bán con này đi, bán mấy con này đi, bán mấy con này đi, bán mấy con này đi, dùng cái sell đi, sell đi. Được mạnh thế này, ui nó tụ ở đây này các bạn ơi. Vãi, đông chưa, đông chưa, đông chưa. Ui bây giờ mạnh hơn bao nhiêu này, mạnh hơn bao nhiêu liền các bạn ạ. Mạnh hơn rất là nhiều luôn đấy. Vai, con này bán con Sigma này đi. Thằng Pila đâu? Thằng Pila đâu? Pila sell cái đậu xanh cho mày, cái thằng Pila này. Ui, nhiều đam này cơ mà các bạn. Nhiều đam này cơ mà. Có khi win được map luôn ấy, sau khi được update lại thì. Ui. Vai. Con này nó chia sang đường này. Ui, chia đôi, cắt đôi đội hình của mình rồi các bạn ơi. Cắt đôi đội hình của mình luôn rồi. Vai. Cắt đôi đội hình của mình luôn ạ. Ảo thật đấy. Bán đi, bán đi Pila. Ui spawn bây giờ cảm giác spawn nhiều vãi chưởng các bạn ơi. Cảm giác như spawn nhiều hơn bao nhiêu gấp mấy lần đấy. Ảo thế nhở. Trời ơi, cảm giác spawn rất là nhiều nhá. Ui đội con đen này của mình mắc hết rồi thì phải. Ui dồi ôi, là gấp đôi số lượng rồi. Là gấp đôi số lượng của bồn cầu gaming rồi. Ở này bồn cầu gaming gãy với mình rồi các bạn ơi. Lần đầu chiến thắng bồn cầu gaming với cả Angelia, liệu có thể không các bạn? Ok các bạn ơi, thì gọi là mình đã gọi là mấy thằng này nó bán hết unit đi rồi, bây giờ chỉ còn cái đội quân tanh của mình thôi, đội quân spawn từ Angelia thôi. Để xem nào, đang đông hơn toilet rất là nhiều nha các bạn. Skip đi, bây giờ mình gọi là đội quân của mình đang đông hơn toilet rất là nhiều, nhưng mà không biết có ổn không các bạn ơi. Với 20 con Angelia sau khi được rework, sau khi được làm lại, không biết sức mạnh của nó gọi là có ok không. 150.000 thì 1 phút mình tính thử nhá. 1 phút một con Angelia nó spawn được 4 con, thì 4 con là mà đây 20 con Angelia thì sẽ được là 80 con. Ui 1 phút nó spawn được 80 con tanh, quá trưởng. Có nghĩa là một phút mà ở trong trận của mình này các bạn, thì cái đám Angelia này nó spawn ra 80 con tanh. Ui nhiều vãi đá ạ. Ui hết cứu bồn cầu gaming rồi. Bây giờ mấy con này trâu quá các bạn ơi, nó trâu quá. 10 con của mình mới được 1,5 triệu máu. Mình sẽ cố gắng win map này thôi các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng win map này. Nhưng mà bây giờ đang quay 35, một tông nó đi hết thế này thì khó rồi. Ui giời ơi, còn con này mấy triệu. Ui 5 triệu máu. Ơ giời ơi, ngất. Hết cứu gaming rồi. Mình mới là, chắc mình phải đổi tên này hết cứu gaming các bạn ơi. Gaming gọi là càn quét hết cứu gaming rồi các bạn ơi. Ui giời kiểu này toang rồi, cụ đi rồi. Con chuột này mà nó không càn mình ạ. Nên là gọi là mong admin. Ui cảm giác như admin đang nghe lời thỉnh cầu của mình hay sao nhỉ các bạn nhỉ. Hôm nọ mình bảo gọi là admin cho mấy con này mạnh mạnh lên thì đẹp luôn. Nhưng mà bây giờ admin cho thêm con sở streamer này, cho thêm con Heli mạnh lên thì tuyệt cả là vời luôn. Đấy. Con này thì admin mong là Heretic thêm tí DPS vào, cho nó tầm khoảng 15k DPS là đẹp, là tuyệt cả là vời. Đấy, cho nó solo la me được thì tuyệt luôn. Ôi tự skip rồi các bạn ơi, tự skip rồi. Ui 36, ui chắc có mỗi con boss này là trâu rồi. Ui giời ơi, vẫn mạnh nha. Đội quân của mình vẫn đang mạnh vãi chưởng các bạn ạ, không phải lo. Bởi vì 1 phút mình có thể spawn ra 80 cái con đệ, mình có thể đẻ ra 80 con đệ cơ mà, không phải lo đúng không các bạn. 1 phút cứ phỏ ra 80 con thôi. Mấy cái quay 36 này nó đi xa phết các bạn. Bởi vì mấy con này nó đi nhanh lắm. Nó càn một phát này các bạn thấy không? 10 con, 11 con của mình
mới chặn được một con 1M8 máu. Ôi giời, kiểu này hơi toang ấy nhỉ. Tính ra 80 con, 80 mà nhân với 150 là bao nhiêu các bạn? Mình nhân thử nhá. 80 nhân 150 bằng bao nhiêu? Bằng 1.200.000 máu. Có nghĩa là trong 1 phút mình có thể đẻ được 1.200.000 HP các bạn ạ. Ơ, làm gì phải nhỉ? 12 triệu đấy nhỉ? Đúng rồi. 1 phút mình có thể spawn ra 12 triệu con này với lượng máu là 80 con này với lượng máu là 12 triệu HP, chuẩn không các bạn? Thế tính toán của mình đúng không nhỉ? Gọi là thần ông tính toán chúa tể, gọi là logic không biết có chuẩn không các bạn. Bây giờ các bạn nhá, bây giờ mình sẽ nói rõ như này là trong 1 phút là 20 con Engineer có thể spawn ra nhiều nhỉ? 80 con. Ừ đúng rồi. 80 con. 1 phút spawn ra 80 con, 80 con tanh này. Và một con tanh này 150.000 máu thì lấy 80 nhân với 150.000 máu là khoảng 12 triệu máu, chuẩn chưa các bạn? Đấy, có nghĩa là 1 phút mình có thể đáp được 12 triệu máu, nhưng mà cái thời gian nó hơi lâu. Không biết nếu mà không vượt quá 12 triệu máu thì mình vẫn đáp được nha. Cái gì đây? Cái thằng nào nó đặt hàng gọi là Titan, con này là Sigma à? Cái thằng nào nó cho Sigma đi tắm biển này, đi ngắm biển thế này các bạn? Cái thằng Pila này nó cho Sigma đi ngắm biển các bạn ơi. Ảo thật đấy. Vai. Ui, cái map này hình như mới mở ra ngoài này đúng không? Mới mở ra ngoài này có biển có biếc thế này đúng không? Ui giời, không sao. Rồi bây giờ mình sẽ qua lại trên mục chính của mình đó các bạn ạ. Cái quay này thì không đáng lo ngại, mình skip tiếp đi. Quay này không có gì đáng lo ngại các bạn. Quay này ít máu lắm. Quay này có 2 triệu rồi. 2 triệu thì khoảng là mười mấy con của mình đã đẹp được rồi. À không, nó gọi là mình đang spawn ra quá là nhiều luôn đấy. Mình đang spawn ra rất là nhiều. Con Engineer nó đang đẻ rất là căng các bạn. Đẻ nhanh lên các em ơi. Cảm giác mấy con tanh này đi nhanh hơn hay sao ấy. Đúng các bạn. Mấy con tanh này hiếm tăng tốc độ đi này. Tăng tốc độ di chuyển này. Bình thường lấy xoáy nó bò chậm chậm thôi. Sao cảm giác bây giờ nó đi nhanh thế nhỉ? Trong xe này tăng này mới được độ. Mới được độ lại rồi các bạn. Mới được độ động cơ rồi. Thêm tí gọi là động cơ cảm giác đi nhanh hơn hẳn ấy. Chắc đến 40 mình mới nghĩ là mới căng. Con này 2 triệu rưỡi. Con này 4 triệu 7. Ôi giời ơi. Thôi quay này mình sẽ phải ngừng lại rồi. Để cho mấy con Engineer nó kịp spawn. Không đả liệm đấy các bạn ạ. Vai trưởng các bạn ơi. Bọn này nó đặt một đống dư lít quay mặt vào đây làm cái gì không biết. Định gọi là nuôi ở trong hầm à? Nuôi dư lít trong hầm à? Vai hết bây giờ không phải là nuôi loli nữa mà nuôi dư lít rồi các bạn ơi. Nó nhốt vào trong nhà rồi các bạn ạ. Áo thật khổ thân mấy con dư lít bị bọn này nhốt vào đây. Hết nó kiểu buồn chán quá các bạn. Không có cái gì đặt nữa bây giờ cứ ngồi đợi mình gọi là skip thôi. Hay mình auto skip nha các bạn. Auto skip thì thua chắc rồi. Thôi bây giờ mình cứ gọi là skip từ từ thôi. Bình tĩnh thôi để xem nó đến quê bao nhiêu thì mới thất bại nha. Quê 39 rồi các bạn ơi. Thì vừa lấy cái con kia nó 4 triệu 7 máu mà hút một cái thì đi. Mấy con này nó cảm tử hết các bạn. Ui, bây giờ mà tụ được vào đây cho nó bắn thì ngon này. Nhiều DPS phết các bạn ơi. Nhiều nha. Nhiều DPS đấy nha. Không ít đâu nha các bạn ơi. Ui giời, nó tụ hết vào một cục thì ngon hơn rồi. Trời ơi. Ui xem bên này đội quân cả tử sao nào. Hiện quê 39 thôi, cố lên các em ơi. Cố lên vì vinh quang tổ quốc, không thể gọi là thất bại trước bồn cầu gaming được. Cố gắng cản bước bồn cầu gaming đi. Ui giời, mấy con này bay nhanh thế, nó còn kẹp vào nhau nữa chứ. Con này 2 triệu rưỡi, con này 2 triệu. Ui giời, quê này không đáng lo. Quê nào mà cứ hơn khoảng 15 đến 20 triệu máu thì mình mới sợ thôi các bạn. Chứ cái tầm 2 triệu này muỗi nó không phải phải lo lắm. Con cuối cùng của W39 gậy cánh rồi các bạn ơi. Bây giờ sẽ là W40 này. W này chắc gọi là châu châu hơn tí này. Những cái W tròn tròn này là dễ ra mấy con châu châu này để xem nào. Ôi giời ơi, con nào châu không. Mỗi con này 200.000 này. Thế là mình, ui 6 triệu. Đấy các bạn ơi, bot đấy. W40 có bot này. Ui, 13 triệu à. Vai, 3 giây rocket. Trời ơi, 13 triệu, con này thì hơi khoai. Bây giờ mà mình auto skip thì dễ cụ đi chân lạnh toan lắm. Một con 6 với một con 13 là gần 20 triệu. Ui giời, không biết nó có support kịp không. Ui, mấy cái thằng này nó làm cái gì thế này. Làm ngoài cái gì ngoài đảo này các bạn ơi. Thế cứu thật đấy. Còn gọi là trang trí ở đề co cho cái map gọi là Palm Paradise này à. Đâu để xem nào, xem có cản bước được cái con gọi là 12, 13 triệu máu kia không. Còn bà Z kia nó còn kiểu châu châu các bạn. Cảm giác như nó có giáp ấy. Cảm giác nó châu hơn nha. Để xem nào. Đẻ đi, đẻ liên tục đi các em ơi. Các em Engineer ơi, đẻ dùng, đẻ lẹ lẹ dùng cái nha.
40 rồi, cố lên. Một con này nó mình sợ nó cản được xa xa cơ, nhưng mà nếu mà mình không auto skip thì vẫn ok đấy. Nếu mà auto skip giờ cũng phải lên được Q45, phải ít, Q45 là ít các bạn ạ. Ui rồi các bạn thấy không? Một con 6 triệu máu này, nó ủi hết đàn em của mình rồi. Và tụt máu hơi bị nhanh đấy, tại vì 150 một con mà, 150 HP cho một con tanh này. Ui rồi 1 triệu nó ủi được 10 con, mình đẻ không kịp luôn á. Nhưng mà cảm giác con tanh này đi nhanh vãi chưởng ạ. Bây giờ mình chỉ sợ đẻ không kịp thôi. Còn cái tốc độ mấy con tanh này nó lao về thì nhanh rồi các bạn ạ, nó có thể cản bước được. Ui đây rồi, 3Z Rocket Launcher Toilet cản bước con gọi là 3Z Gaming này đi. Ui rồi nó ủi kìa, ui rồi vai nó ủi kìa. Ôi trời ơi, ui, đi một một sải luôn đấy, đi một sải luôn đấy vai. Một con tầm 100 triệu máu thì chắc mình thua luôn các bạn, thua luôn nếu mà có con tầm 100 triệu máu. Con này thì chắc mình vẫn đem được thôi, nhưng mà đến gọi là sau sau game. Ôi nó còn choáng nữa chứ, ai choáng cả con Mewing vào ạ. À, thế cứu không cần phải đép đâu anh em ơi, bán đi, không cần phải đép đâu, bên mình mạnh mà, bên mình gọi là mới được Thelagic update sức mạnh rồi, không phải lo đấy, skip luôn, mới được update sức mạnh rồi nên không phải lo lắm các bạn ạ. Ui các bạn ơi, tính ra cái quê 41 này cũng trâu phết đấy chứ, cũng trâu ấy nha, không phải bình thường đâu, mình nghĩ là cùi cùi cơ. Mà con này cũng 5 triệu, thêm con này 3 triệu nữa cũng là 8 triệu rồi. Ui giờ còn mấy con đằng sau triệu triệu nữa này, 100.000, 4 triệu 7 này, ui 3 triệu 3 này, 2 triệu này, 3 triệu, ui cái quê 41 này mình tưởng cúi cơ, nhưng mà nhiều con to vãi, cậu mà cũng ngang ngang con boss 3Z vừa nãy các bạn. Ơ sao tự nhiên nó bị gián đoạn này, cái đoạn này nó không spawn đều ra là sao. Ui giời ơi, đẻ này không kịp rồi các bạn, đẻ này thì toang rồi, đẻ này thì toang rồi, không kịp rồi. Ui mấy quê sau thì không biết như nào đấy, bây giờ mình vẫn đang cố gắng thôi, cố gắng clear quê này đó. Quê 42 rồi các bạn ơi, thì quê 41 vừa nãy nó cũng càng gọi là xa xa đấy, nhưng mà không không đáng ngại. Về quê 42 này để mình check xem nào, 3 triệu máu là khi là 3 tỷ máu thì mới floor. Thế quê này cũng muỗi thôi các bạn ơi, quê này cũng muỗi thôi, có khi mình sẽ skip luôn hai quê đi, mình bắt hai quê một lượt đi. Lần này mình sẽ bắt hai quê một lượt, bởi vì mình cảm giác mấy con em của mình đang rất là mạnh, đang gọi là có khả năng cản bước bồn cầu rất là ghê gớm các bạn ạ. Để xem bây giờ mình bú hai quê liên tục để xem nó có cản bớt được nữa không nhá. Ôi các bạn ơi, con to nhất của quê 43 là con 5 triệu 6 máu, đấy con này thì 1-2 triệu thì muỗi, mình nghĩ mình vẫn cản được ấy, nhưng mà con to nhất thì hơi khó để xem nào. Bây giờ đợi con to nhất nó hút đến đây thôi, mấy con nhoan nhoan thì mình vẫn cản tốt này. Ui dồi, con này trâu đấy, cái đậu xanh nhà mày vừa trâu vừa bay nhanh đấy. Ôi rồi có sai lầm bước này không nhỉ các bạn nhỉ, gọi là skip sai lầm không ta, mình sợ ăn quả skip sai lầm lắm này. Bây giờ mình sẽ đợi thôi, đợi nếu mà không cản được thì biết ngay. Và hai các bạn ơi, cái con này nó hụt đến nhà mình rồi. Ôi giời ơi, con kia nó ra đầu đoàn quân bồn cầu gaming rồi các bạn ơi. Vai nó đi trước, nó mở đường rồi, pha này trông toang ấy nhỉ. Ôi giời ơi, đừng nha đừng nha đừng nha, không cần đeo, 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 không cần đép đâu, vẫn ổn vẫn ổn vẫn ổn, không cần đép. Ui nhưng mà con kia nó vừa mở đường ạ, quả mở đường hơi ảo ấy nha, quả mở đường vừa nãy là hơi ảo đấy. Ui đằng sau vẫn còn một đám nữa à, người con 5 triệu máu này, đây mình cần kêu con 5 triệu máu này. Hai con này thì ui hai con này đi chậm này, không lo này, hai con này đi chậm này, con này cũng đi chậm này, không lo không lo các bạn ạ. Để xem, ui tốc độ con của mình đi hết đấy. Ui quay đi quay lại một vòng thì trắng trơn à, con này còn 2 triệu thôi à. 2 triệu thì vẫn ổn luôn, 2 triệu thì vẫn ổn thôi, không cần đeo, không cần đeo, không cần đeo, nếu thua thì biết ngay nên là không cần đeo. Bây giờ gọi là phải để cho em ghi liên solo đi nó mới đúng bài chứ, đeo giai đoạn đầu thôi, giờ thì đeo làm cái gì nữa đấy, thấy không, vẫn easy game thôi, vẫn vượt được luôn nhá, vẫn vượt được, không phải floor. Cái con này là hai con này là tổng là 5 triệu, con này nữa là khoảng 8 triệu dư 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 dư. 15 giây là mình spawn được một con, có nghĩa là 15 giây mình spawn được 20 con tanh này các bạn ạ. 20 con là mình cũng được 3 triệu máu rồi. Ui giời, easy easy game các bạn ơi. Vai các bạn ơi, nó tự skip ra quay khác luôn rồi. Bây giờ nó bị kill mất con boss kia, nó skip ra quay khác luôn. Ui giời, con này nó đi chậm thế này, không biết có cản được không, cản con này thì chắc chắn rồi, nhưng mà con sau sợ có boss cơ.
Có boss thì mình hơi khó đấy. Mình sẽ cố gắng đem đến wave 50. Sợ không đến được wave 50 thôi. Còn được dàn Blitz. Ui con này nó cũng không yếu đấy. Thôi cái trưởng. Cái gì gọi Angelia là chuối. Cái gì gọi Angelia là chuối vì em đẻ cái gì đấy. Cái thằng Pila này ảo lao thật đấy, cái thằng này. Xem wave này có con gì không. Mình sẽ xem wave này có boss bùng gì căng thẳng không nha. 3 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Ui wave này chắc cũng phải tầm 20 triệu ấy nhỉ. Con này 4 triệu. Ui 4 triệu. Con này. Ui con này 5 triệu. Nhưng mà sợ mấy con bay nhanh thôi các bạn. Còn mấy con đi chậm thì không lo lắm đâu. Vai các bạn ơi. Con này nó càng xa quá. Ơi trời ơi. Vai nó đi đến tận đây. Con này 3 triệu rưỡi. Ui mấy con nhót này thì không nói rồi. Trời ơi sao nó đi xa ấy nhỉ. Càng về sau càng khó các bạn ạ. Càng về sau càng khó bởi vì cái việc máu của mấy con toilet này nó nhiều lắm. Thì đẹp không xuể luôn á. Càng đến đây rồi. Phải đến wave 45 mình nghi lại có boss lắm này. Mình nghi wave 45 lại có boss lắm. Dễ toàn lắm các bạn ạ. Trời ơi bây giờ như nào đây. Đây rồi. Thở kiếp đi. Thở kiếp đi. Để xem nào. Wave 45 này mà ra boss to đấy thì mình nghi toàn lắm này. Ui giời mấy con này nó bay nhanh lắm. Mấy con mà đi nhanh ấy thì nó đến bay mình rất là nhanh các bạn. Mình không kịp spawn luôn á. Có boss không đây, boss không. Cái con này 700, ui 10 con này cũng 7 triệu máu rồi còn đâu. Ui, mấy con này cũng nguy hiểm đấy nha. Mấy con này cũng nguy hiểm đấy, đừng có đùa các bạn ơi. Ui con này 2 triệu 9, 3 triệu, con này 1 triệu 8, con này 3 triệu 6. Con đằng sau này 2 triệu, ui. Nhưng mà wave này nó đi nhanh lắm các bạn ơi, để xem thế nào đó. Ơ vai, thằng nào nó ấn skip rồi các bạn ơi. À vai không phải, một thằng nó vừa bị out ra thành ra hai thằng là auto skip. Ôi cái đậu xanh. Ui dồi ôi hê cứu, một thằng nó bị văng các bạn ơi. Ôi thôi 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 quả đấy toang rồi, một thằng nó bị văng thành ra là 2/2 skip là được. Ôi giời ơi hê cứu rồi các bạn ơi, một thằng nó văng game nó báo quá, làm ra mình phải ôm từ wave 45 lên wave 47. Ôi trời ơi nhiều máu này trông giống cụ đi chân lại toát rồi. À lại hê cứu gaming rồi, tí thì phá đảo lai me với anh kia liều. 40 phút rồi, thằng đen quá nhỉ. Ôi giời hơi đen các bạn, mình nghĩ là pha này mình hoảng rồi. Mình không thể cứu được pha này đâu, bởi vì nó là 3 way cơ. Việc mình spawn mấy con này ra nó không kịp ý. Báo quá thằng, cù báo quá, thằng nào báo quá nhỉ. Tự nhiên bị văng đúng lúc thế, cái lúc gay cấn á. Hai thằng kia nó cứ auto skip thành ra là. Trời ơi, mình lại không để ý cơ. Bây giờ mình đang đi xì mũi các bạn ạ. Thì mình bị kiểu cúm ấy là mũi nó ngạt. Thế phải mình phải xì đi cho nó thông. Đấy. Mình ra quay vào thì thấy lên wave 47. What the hell. Thôi cụ đi rồi. Mà lại cụ đi rồi không ai cứu được thôi. Không ai cứu được em nữa rồi. Ôi trời ơi. Nhiều thế này thì nó còn tông đến tận đây rồi. Thôi 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 thôi. Quả này kéo lại toang rồi. Đúng rồi. Thể chứ. Nếu mà mình không auto skip không dính cái quả lỗi này thì ha, mình win được ấy. Mình nghĩ là win được á. Ui ơi giời lâu lắm mới gặp clip béo. Ui 3 triệu 7 máu. Thôi thôi thôi. Đép vào mắt. 3 triệu 7 máu thì đép vào mắt các bạn ạ. Thôi gặp clip béo này thôi. Cụ đi thôi đằng nào cũng thua các bạn. Đằng nào cũng phải thua thôi. Nếu mà đi lẻ lẻ thì chưa chắc đã ăn được đâu. Bởi vì con clip kia nó bay rất nhanh. Ui không có time stop nữa. Chắc đấy nhưng mà không cứu được rồi. Không cứu được rồi. Clip béo đâu nhỉ. Chỉ có bốc con clip béo quay lại vạch đích thôi thì may ra. Ui nhiều đam phết nhở. Một quả tham stop mà dồn được bao nhiêu DPS ạ. Cung béo đấy. Ui vẫn mạnh nha. Ui clip béo đâu. Quấn kìa. Nó quấn kìa. Nó quấn kìa. Quấn kìa. Lúc ui nó đu chưa. Nó quấn kìa. Ui đâu rồi. Con clip béo đâu rồi. Đẹp đẹp đi anh em. Đẹp đi. Đẹp đi. Đẹp đẹp đi. Đẹp đi. Đẹp đi. Đẹp vào mắt. 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 Thôi các bạn, mình thất bại rồi. Quả vẫn lên hơn. Ui cũng bảy luôn mà. Ui lần này cố có khi đi được ngon ấy. Thôi các bạn, thì clip này của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì sau khi con Angelia được nắm lại thì mình thấy nó mạnh hơn rất là nhiều nhá. Tốc độ spawn cũng nhanh hơn, lượng máu nó nhiều hơn. Và cái di chuyển này của nó cũng nhanh nha các bạn. Thì clip này của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại like và đăng ký kênh giúp mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye.